Tống Từ vì tìm kiếm kiếp trước mất đi đoạn ký ức kia bị rác rưởi hệ thống trói định, tiến vào tiểu thế giới kiếm điểm tích lũy. trải qua vô số vị diện cuối cùng cũng tìm lại được ký ức của mình, nhưng mà Tống Từ hiểu rõ kiếp trước mình vừa làm vừa cặn bã còn nhanh hơn ai hết, đuổi theo vô số vị diện tiểu mỹ nhân rốt cục điên phê biến bệnh kiều, sao bảo thạch đều xinh đẹp con mắt cong lên, đem người chặn ở góc tường, chạy nha, tỷ tỷ ngươi như thế nào không chạy đâu, tiểu thuyết mấu chốt xuyên nhanh điên phê mỹ nhân tổng đối với ta mưu đồ gây rối không đạn cửa sổ xuyên nhanh điên phê mỹ nhân tổng đối với ta mưu đồ gây rối toàn tập đao loa xuyên nhanh điên phê mỹ nhân tổng đối với ta mưu đồ gây rối chương một thế giới một đừng khóc đừng làm rộn đừng quay đầu một bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một thế giới một đừng khóc đừng nháo đừng quay đầu lại, một, cảnh cáo. Bản thế giới nam chính sinh giá trị thấp hơn 50%. Cảnh cáo. Bản thế giới nam chủ sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%. Tiếng còi báo động chói tai trong đầu cứ vang lên. Tống từ từ trên bàn đầy bình rượu ngẩng đầu lên, hai đầu lông mày tràn ra nôn nóng. Có thể đem âm điệu nhắc nhở thành chế độ im lặng được không? Giọng nói lạnh lùng, lạnh lẽo như băng không tan. Nhận được. Miêu tan cầu sinh dục rất mạnh nhanh chóng mở bản điều khiển, lúng cuốn tay chân đem âm lượng toàn bộ tắt lại. Trong nháy mắt đầu óc an tỉnh lại. Thanh niên cực kỳ thanh tú lông mày mới giãn ra, đứng dậy đi đến đối diện phòng cửa. Nhất chân, đá văng, liền mạch lưu loát, lưu loát kỳ cục. Thình thịch. Cửa phòng đột nhiên mở ra, bỗng nhiên ánh mặt trời chiếu xuống làm cho ánh mắt người ta khó chịu nheo lại nơi giao giới giữa ánh sáng và bóng tối nhìn thấy một thanh niên cực kỳ cao gầy, da trắng như tuyết, cánh môi như hoa, mặt mày tuấn lãng nhất là cặp mắt màu hổ phách kia xinh đẹp cực hạn. Chỉ nghe được một câu thanh linh trong suốt thanh âm tự như trường bạch sơn nước suối. Dừng tay. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý đến người đến, trực tiếp dừng tay, hổ ca hiếp mắt nhìn về phía cái này đột nhiên xâm nhập thanh niên. Bộ dáng cùng loại cảnh tượng chướng khí mù mịt huyết khí xối xả này không phù hợp, hơn nữa tướng mạo có chút nhu hòa mực mà mài đi điểm sắc bén vốn làm cho người ta khó có thể phát hiện rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến thỏ xâm nhập hang sói hổ ca thờ ơ đốt thuốc hít một hơi ngươi là ai tống từ trên đường tới liền vuốt lại ký ức trong đầu nói xin chào tôi muốn hỏi anh ta đã phạm sai lầm gì thanh niên nói chuyện thanh âm mát mẻ cũng không có biểu hiện gì cũng không hùng hổ dọa người nhưng là loại chất vấn đơn giản này lại làm cho người ta có một loại áp lực khó hiểu nghe lời này hổ ca cảm thấy buồn cười tiếp tục nói nợ tiền không trả cái này có tính hay không tống tự nhìn về phía thiếu niên nửa sống nửa chết dưới góc bàn cơ hồ không có một giây do dự nợ bao nhiêu ta thay hắn trả mười vạn từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném cho năm nhân cao lớn hung ác ngồi bên cạnh tấm thẻ này có 10 vạn. Một cận niên ý thức đã hỗn loạn, đã sớm nghe không rõ người khác đang nói cái gì, trước mắt hoảng hốt nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh hướng hắn đi tới. Trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối vô biên. Tống từ sợ vỗ vỗ má cậu, định gọi cậu vài tiếng. Bạn học. Nhìn thiếu niên đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, trực tiếp nâng hắn dậy, một tay kéo cánh tay hắn, trực tiếp cổng người ở phía sau muốn rời đi đám người kia lập tức muốn ngăn bọn họ lại hổ ca giơ tay lên ý bảo bọn họ không cần cười nói giang hồ quy cũ trả tiền cho qua tống từ nhìn nam nhân kia một cái trước khi đi đặc biệt quay đầu lại nói một câu tiền hắn nợ các ngươi đã trả về sau đừng tới gây phiền toái cho hắn nữa hổ ca đối với thanh niên kia một nửa ẩn nấp ở trong bóng tối sườn mặt vương trong tay thẻ ngân hàng cười một tiếng tự nhiên xem văn tiểu thiếp Nữ chính Tống từ Nữ cải nam trang, nữ chính từ đầu đến cuối đều là nữ, gõ bản đen nhỏ, vẽ trọng điểm, nữ chính rất lý trí, phi thường lý trí, cho nên không có thời gian dài ở chung nàng sẽ không thích nam chính. Về vấn đề nhân xưng có thể là đánh chữ bàn phím không thấy rõ ràng, đợi đến sau này sẽ tiến hành sửa chữa, cảm ơn thông cảm. Nam chính giai đoạn đầu rất làm việc. Các lát nam chính lại yêu đương não. Di chú phi nhiệm vụ công lược văn hệ thống bài trí thuần túy phục vụ nội dung vở kịch câu chuyện đầu tiên hơi dài nửa đầu sân trường rồi nửa sau phá án về tình cảm đâu rồi chủ yếu là bởi vì nữ chính trước mắt không thích nam chính cho nên muốn chậm rãi đến bồi dưỡng tình cảm đại khái thế giới thứ ba mới có thể thoáng thích thượng nam chính thế giới thứ nhất đã kết thúc hiện đại thế giới thứ hai đã kết thúc cổ đại giá không thế giới thứ ba đã kết thúc xuyên nhanh loại vô hạn trò chơi, cái thứ tư thế giới đã kết thúc. Dân quốc giá không? Quân phiệt thiếu tướng VSC đệ nhất danh linh, tấm áp nhắc nhở. Cái thứ tư thế giới đoạn chương tương đối sửa chữa bên trong, cái thứ năm thế giới cập nhật bên trong. Giải trí minh tinh. Mã tự không dễ, hy vọng các tiểu đồng bọn có điều kiện có thể bỏ phiếu, không điều kiện chúng ta đến cái khen ngợi. Sờ sờ chiêm đại hội đồng liên hiệp quốc định nghĩa thanh niên là những người trong độ tuổi từ 15 đến 24, bao gồm 15 và 24. Thanh niên không đặc biệt chỉ nam giới, thanh niên là một cái tên chung. Ở độ tuổi này bất kể là nam hay nữ đều có thể gọi là thanh niên. Trên đây là lời giải thích trong bài viết về việc nữ chính dùng từ thanh niên. Bài viết có đoạn chương tác giả nắm thật sự cố gắng hết sức để sửa chữa, xin hãy gánh vác nhiều hơn. Cảm ơn đã xem. Hết chương này. Chương 2 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Đừng khóc, đừng nháo, đừng quay đầu lại. Hai, Tống Từ nhìn xe cổ qua lại trên đường, trong lòng nói chuyện với Miêu Tan. Tống Từ vẻ mặt phiền não. Nàng vừa nhắm mắt vừa mở liền đi tới nơi xa lạ này, trong đầu còn có cái hệ thống gì đó. Miêu Tan bị Tống Từ tận trời oán khí, sợ đến rung lẩy bẩy. Ký chủ, ngươi đã chết, thật sự, ta thật không có lừa ngươi, nếu quả ngươi không chết ta cũng không có biện pháp trói buộc ngươi nha, tống từ cười lạnh. Rất tốt, ngươi nói ta chết như thế nào? Miêu tan cẩn thận từng ly từng tí. Ngủ chết đi, meo meo. Gân xanh trên trán tống từ nhảy loạn, sao ngươi lại đưa ta tới đây, sao lại đưa ta về? Ký chủ, ngài thật sự không có biện pháp trở về, ngươi đã chết, ngươi muốn trở về mà nói chỉ có tiếng vào ba ngàn tiểu thế giới kiếm đủ nhiều kim tệ mua sắm một lần cơ hội sống lại, tống từ mặt mày lạnh vài phần. Muốn bao nhiêu? Miêu tang ấp úng. chín không không kim tệ, tống từ tỉ mỉ đến chín số 9, cười lạnh nhạt. a à, không bằng anh trực tiếp tiễn em đi. Ký chủ đại nhân, ngài ngẫm lại kỳ thật đi tới nơi này không có gì không tốt, ngươi liền đem cái này coi như một khoản người thật trò chơi, thuận tiện mang hoàn thành một chút nhiệm vụ, liền có thể đạt được phong phú ban thưởng, có phải hay không rất thú vị. Bảo bối, nếu người chơi, trò chơi không phải anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy thú vị hơn. Miêu tan lau mồ hôi lạnh không còn tồn tại trên trán, mắt đen vừa đen vừa tròn ùng ục xoay, lấy lòng meo meo hai tiếng. Thân ái ký chủ đại nhân, tham dự nhiệm vụ có thể thăng cấp, hệ thống có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nha, điều ước tống từ sống ở hiện đại nhiều năm như vậy vẫn cảm thấy rất xa lạ rõ ràng hắn từ nhỏ lớn lên ở nơi đó nhưng trong đầu luôn có một đạo thanh âm tự như viễn cổ truyền đến nói cho nàng biết mình không thuộc về nơi này nàng cuối cùng sẽ trở về hắn muốn biết mình rốt cuộc là ai tại sao lại ở chỗ này muốn biết đạo thanh âm kia rốt cuộc là cái gì hắn nói trở về đến tột cùng là chỉ nơi nào bất quá nếu cái này hệ thống đem chính mình hố tới vậy hắn nhất định phải vì mình cân nhắc. Tống từ bỗng nhiên hiếp mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động, đôi mắt hổ phách kia nhanh chóng hiện lên một đạo ám quan. Nguyện vọng gì cũng được. Đều có thể tích. Tống từ công khóe môi, được. Miêu tan cười hiếp mắt, cảm giác mình sắp đắng đo. Ta liền biết ký chủ đại nhân nhất định là cái ôn nhu thiện lương nhân từ lại chính trực người, mèo cùng ta vuốt mông ngựa vô dụng, ta trước mắt không muốn nhìn thấy ngươi. Tống Từ khoát tay bảo nó cút đi. Nắng chiều cuồn cuộn sương đỏ, đâm đầu vào làn sóng xanh kim sắc sắp tiêu tán. Người đi đường vội vàng, ánh sáng kéo bóng rất dài, mùa xuân đúng lúc gió đêm cũng dịu dàng. Tống Từ cổng một cẩn niên đi ra, đưa tay đón một chiếc taxi, ngữ khí có chút vội vàng, đến bệnh viện gần nhất, phiền toái nhanh lên. Kia lái xe đại thúc vừa thấy thanh niên phía sau lưng cái kia mặt mũi đầy máu đen thiếu niên bị dọa nhảy dựng. Đứa nhỏ này là làm sao vậy? Tống từ cục mí mắt, ông người vào, tầm mắt đặt ở trên người thiếu niên, nhìn máu dính tóc cậu ta lại, nhẹ nhàng vén lên, lông mi khẽ run rẩy, đáy mắt lộ ra thần sắc khổ sở. Trên đường bị người ta đánh. Tài xế nhìn thấy bộ dáng lo lắng của thanh niên như thế, tưởng là em trai ruột của hắn, vừa nói vừa tăng tốc chân ga. Thật tốt hai tử a, à, sao lại bị người đánh thành như vậy, đánh người cái kia tuyệt đối là cá nhân tra chú tài xế kia lại an ủi tống từ, xe cũng lái rất nhanh, lộ trình vốn 20 phút cứng trắng 10 phút đã đến. Tống từ xuống xe muốn trả tiền, ông chú tài xế kia khoát tay, không cần trả, coi như tôi đưa các cậu tới, cậu mau dẫn đứa bé kia vào xem. Cảm ơn. Tống từ giảm bớt phiền toái trực tiếp cổng một cận niên, bước chân đi vào rất nhanh, nhìn thấy một bác sĩ mặc áo blue trắng, trực tiếp gọi hắn lại. Bác sĩ, nhìn xem hắn thế nào bác sĩ bị tống từ gọi lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái lập tức chú ý tới người hắn cổng vài bước tiến lên giúp hắn đỡ nhanh lên lầu 2. được tống từ ngồi trên ghế bên ngoài phòng khám điện thoại di động trong tay bị tắt vài lần bộ dáng nhìn qua nhìn lại thời gian làm cho người ta cảm thấy cô thật sự rất khẩn trương tống từ nghi hoặc hệ thống sao tôi ngoại trừ ký ức ban đầu trong đầu thì không có nội dung vỡ kịch Miêu Tang vô cùng nhân tính hóa làm bộ như mèo chiêu tài, vẫy tay với nàng. Bởi vì là lần đầu tiên mở ra nhiệm vụ nha, ngẫu nhiên còn không có mở khóa nội dung quyền hạn, tống từ châm biếm. Tôi biết ngay cậu nhất định là trác rưỡi. Mã sản phẩm. Quy A Quy Tống từ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi. Thế giới này không có nhiệm vụ sao? Chủ hệ thống vì chiếu cố người mới, cho nên cái thứ nhất thế giới đều là vì để ký chủ thể nghiệm nha, thuận tiện dung nhập một chút thế giới, chỉ cần đi một chút tiểu vai phụ nhân thiết là có thể chọc. Miêu tan một bộ ngạo kiều cầu khen ngợi. Tống từ nhướng mày. Vai phụ. Hiểu rồi, bia đỡ đạn. Tống từ mặt không chút thay đổi. Được rồi, ngươi có thể lui ra. Mèo rất phối hợp vẫy đuôi. Tống từ ghét bỏ nói một câu. Nhìn vẻ mặt nô tài của ngươi kìa. Miêu tan. Tê tê, khóc vì Thái Bình Dương, Tống Từ nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đứng lên, khẩn trương đi tới phía trước hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ kia tháo găng tay đi ra. "Xin hỏi cô là phụ huynh của cậu ấy sao?" "Không phải, tôi là chủ nhiệm lớp của cậu ấy." Tống Từ như là nghĩ tới cái gì thâm tình có đạm mạc, tiếp tục nói. "Người giám hộ của hắn có việc không ở đây, có chuyện gì cứ nói với ta." Giọng nói của thanh niên rất nhạt rũ xuống tóc rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy được khổ sở cùng lo lắng trong lòng nàng. Bác sĩ lập tức não bổ sung một loạt tình tiết bệnh nhân bị phụ huynh vứt bỏ, giáo viên bất đắc dĩ chỉ có thể chăm sóc thay, không khỏi nhíu mày. Phụ huynh này cũng không chịu trách nhiệm, đứa nhỏ bị thương thành cũng không quan tâm cũng không biết trở về nhìn xem. Vốn là bác sĩ nghiêm túc đối với thanh niên chậm lại ngữ khí. Xương sườn gãy hai cái, chấn động não nhẹ, còn có nhiều chỗ bị bầm tím mô mềm. Cậu đi cửa sổ lầu một tòa nhà số 3 làm thủ tục nhập viện một chút. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô y tá bên này, gọi cô lại. Tiểu trương kia, cô mau đưa cậu ấy đi làm thủ tục, sau đó dẫn cậu ấy ra cửa sổ lĩnh thuốc. Được. Cái kia giữ lại học sinh đầu, thoạt nhìn hơn 20 diện mạo nhu thuận nữ sinh, lập tức gật gật đầu. Tiểu trương vội vàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn tống từ cười cười. Chúng ta đi thôi. Cho dù hiện tại trong lòng Tống Từ rất khó chịu, vẫn rất lễ phép gật đầu nở nụ cười với Tiểu Trương. Tiểu Trương bề ngoài nhìn không gần sống, nội tâm đã sớm kích động bành bành nhảy loạn, lúc đi đường còn nhìn không được nhìn cô thêm vài lần. Kỳ thật vừa rồi ở dưới lầu thời điểm liền nhìn thấy hắn, chỉ là người đi nhanh, cách lại xa, chỉ có thể nhìn thấy người này làn da rất trắng. Không nghĩ tới nhìn anh ở khoảng cách gần, thì ra đẹp như vậy. Cô rất trắng nhưng không phải loại tái nhật bệnh hoạn này, ngược lại, loại đồ sứ ôn nhuận này. Khuôn mặt tuy nhu hòa mượt mà nhưng cảm giác đường nét rất mạnh, cũng không nữ tính. Cẩn thận. Tống từ nhìn thấy bác sĩ đẩy xe nhỏ bên cạnh, lập tức kéo cô một cái. Khắp mũi đều là mùi thơm ngát trên người thanh niên, tiểu trương có thể rõ ràng cảm giác tim mình đập nhanh, nhất là trong nháy mắt hắn trợ giúp mình lại càng động tâm không thôi. Tâm động từ một, mỗi người chỉ giới hạn một lần, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Tâm động giá trị một v đúc có thể đổi một phần trăm quang minh giá trị dùng để triệt tiêu một phần trăm hắc hóa giá trị cũng có thể đổi một cái chính đạo kim tệ, hệ thống kim tệ có thể tại chính đạo thương thành mở ra sau đó tiến hành tiêu phí. Tống từ nghe được âm nhắc nhở trong đầu, con ngươi lạnh đến có thể trực tiếp đông chết hệ thống. Sao ngươi không trực tiếp đi cướp? Tỷ lệ hối đoái 10.000 một thương gia lòng dạ hiểm độc cũng không đen tối như ngươi. Đối với Tống Từ vô tình thoá mạ, vì phòng ngừa tiếp tục ngộ thương, Miêu Tăng lựa chọn bế mạch. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu Trương hai má phím hồng nói thanh âm có chút nhỏ. Người trong bệnh viện tới tới lui lui rất nhiều người nói chuyện ồn ào một chút, Tống Từ nghe không rõ, nhưng cũng có thể đoán được cô nói cái gì. Đôi mắt xinh đẹp hàm chứa ý cười ôn nhu, không cần cảm ơn. Không có gì, cậu qua bên này đóng phí là được ủng hộ đóng phí trên mạng tống từ gật gật đầu lại đi theo tiểu trương cầm thuốc đợi đến khi trở về bị cô nhẹ nhàng kéo một cái tống từ khác biệt quay đầu lại đôi mắt màu hổ phách kia còn có chút khó hiểu tiểu trương có chút ngượng ngùng hỏi tống từ một câu xin hỏi có thể cùng anh chụp một tấm ảnh không vừa nói xong lỗ tai liền soát đỏ thấu tống từ lễ phép trả lời đương nhiên có thể chủ động nhận lấy điện thoại di động của cô, tìm một vị trí thích hợp hơi cuộn đầu gối lại, cố gắng hạ thấp trên lệch độ cao với cô, chụp một tấm, liền trả lại điện thoại di động cho cô. Tiểu Trương cúi đầu nhìn ảnh chụp, có chút hâm mộ nhưng vô cùng thành khẩn. Cậu nhìn đẹp quá. Khóe môi tống từ công lên một đường công vô cùng khéo léo, cảm ơn, em cũng vô cùng đẹp. Tiểu Trương trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai nhìn bóng lưng thanh niên quả thực không biết nên biểu thị như thế nào. Thanh niên quả thực ôn nhu lại thân sĩ. Tiểu Trương nhanh chóng gửi cho bạn thân của mình, đi nói chuyện cô gặp được trai đẹp trong lúc làm việc, tốc độ tay tuyệt đối là nhanh nhất đời này. Tự hồ cảm thấy đánh chữ vẫn không đủ nhanh cũng giải thích không rõ ràng lắm, vụt vụt gửi năm sáu cái giọng 51, cô vừa gửi xong khuê phòng liền mãnh liệt yêu cầu cô đi xin uy chát. Tiểu Trương cảm thấy ngượng ngùng, không đi nghe thấy bên cạnh lại có người đang gọi cô, thở dài một hơi, nhận mệnh tắt điện thoại di động, bất quá khóe môi vẫn mang theo nụ cười. Tống từ ngồi ở bên giường khác, nhìn thiếu niên còn đang ngủ say. Thấy hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nữ chính vẫn luôn là tống từ, nữ cải nam trang, cho nên vẫn dùng hắn, chờ nam chính biết thân phận thật sự thì dùng nàng. Hết chương này. Chương 3 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu ba bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu bốn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Đừng khóc, đừng nháo, đừng quay đầu lại, năm, Trường nhất trung là kiểu bán khép kín hơn nữa cưỡng chế quy định mỗi lớp top 30 học sinh nhất định phải ở nội trú, sau này học sinh có thể theo ý nguyện của mình lựa chọn ở nội trú hay là ngoại trú. Bất quá mặc dù là ngoại trú nhưng thời gian giữa trưa đều không cho phép trở về. Hai ngày cuối tuần này Tống Từ đều bị Tống Nhật Vân chiếm lấy, buổi chiều chủ nhật này hắn vốn là muốn sớm trở về trường bàn bạc bà kế hoạch dạy học ngày mai. Cậu cũng không phải giáo viên dạy thay, chỉ là dẫn theo chủ nhiệm lớp mà thôi. Cậu đi chuẩn bị cái gì? Kỳ thật không đi cũng giống như vậy. Tống Nhược Vân rửa mặt, đưa dây da trên cổ tay cho thanh niên. Buộc tóc giúp tôi. Tống Từ nhìn dây thun trong lòng bàn tay, suy tư vài giây, ngón tay thon dài xen kẽ vào mái tóc xoăn sáng bóng mềm mại của người phụ nữ, buộc dây thun lên. Tống Nhược Vân đắp mặt nạ xong, từ trong gương nhìn tóc đuôi ngựa cao rất đẹp, nghiêng đầu nhìn thêm vài lần, thật lòng khen anh một câu. Được a, à, Tống Từ anh buộc cái này không tệ nha. Tống từ cười yếu ớt, đôi mắt trong xuất hiện lên ý cười ôn hòa. Cũng tạm được. Hôm nay Tống Nhật Vân không trang điểm, đơn giản tô sau môi, trực tiếp kéo Tống từ đi dạo trung tâm thương mại với cô. Trong tay mang theo vài cái túi đi theo phía sau Tống Nhật Vân, cũng không có nửa phần bất mãn, ngược lại luôn tươi cười. Hơn nửa thanh niên vốn là bộ dạng đẹp mắt, nhất là cái kia sông đào hoa mắt, đuôi mắt mang phấn, trời sinh mê người khí chất trên người rất ôn hòa làm cho người ta cảm thấy thời điểm nàng nhìn về phía mình phá lệ cưng chiều, làm cho người ta không tự giác rơi vào. Quả thực làm mù đôi mắt to của quý tộc độc thân Tạp Tư Lan đi qua đi lại trong trung tâm thương mại. Nhất là những nữ hài tử kia lại càng bị mê muội, hận không thể ngã vào trong ngực của nàng. Tâm động với 150, tống từ bị tình yêu màu hồng nhạt nổ tung trước mắt, một hào đặc hiệu kém chất lượng chặn tầm mắt. Đè xuống xúc động muốn đánh hệ thống vô cùng ôn hòa, cười cười. Phiền anh tắt hiệu ứng đặc biệt và âm nhắc nhở đi, cảm ơn. Bị oán khí của Tống Từ Cường đánh lăn một vòng lập tức tắt hiệu ứng đặc biệt, nhân tiện tắt âm nhắc nhở lại, vẻ mặt bị dọa đến mức cầu an ủi cầu hổ sơ. Tống Từ Như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng cô gái, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhược Vân, em chuẩn bị ở thành phố An bao lâu? Nửa tháng. Nghĩ đến 10 ngày nữa sẽ phải chia tay, lần sau không biết khi nào mới có thể lại đây, Tống Nhược Vân nhịn không được oán giận vài câu. Cũng không biết ba em nghĩ như thế nào đem anh điều đến địa phương xa như vậy. Tống Nhược Vân nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua đến trường học xem đạo liền nhịn không được chăm chọc. Còn có giường sắt nhỏ kia còn không có một mét tám đi. Thật không biết ngươi làm sao có thể ngủ được, hôm nào ta nhất định phải cùng cha ta nói chuyện lại để cho hắn đem ngươi điều trở về. Tôi đến đây cũng không phải để hưởng thụ cuộc sống. Tống Từ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất ôn nhu giúp nàng đem Thái Dương trượt xuống vuốt đến sau tai. "Nhược Vân ngươi đừng luôn tìm tống thúc, an thị là ta tự nguyện tới." Tống Nhược Vân thấy Tống Từ không nhận tình của nàng chút nào, có chút mất hứng. "Ngươi cứ như vậy không muốn trở về, không muốn ở cùng một chỗ với ta." Tống Từ bất đắc dĩ nói. "Tôi không có ý này, đừng suy nghĩ nhiều." Tống Từ nhìn sang tiệm trà sữa bên cạnh, ánh mắt công công phía trước có tiệm trà sữa em thích, vào mua một ly đi. Ngươi đi mua, ta ở đây chờ. Tống Nhược Vân nhìn đội ngũ thật dài phía trước, đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống, hất cầm. Tống Từ nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng, cười rất cưng chiều, đem đồ đặt ở bên cạnh, nàng ở đây chờ ta trở về. Tống Nhược Vân cầm di động phất phất tay. Được, mau đi mau về. Tống Từ xếp ở cuối đội ngũ, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì người mua trà sữa đặc biệt nhiều, xếp được một nửa, còn đặc biệt quay đầu lại nhìn về phía Tống Nhật Vân. Nhìn thấy Tống Nhật Vân đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, giống như nhìn thấy cái gì bỗng nhiên cười rất vui vẻ. Quả nhiên tâm tình tốt đều sẽ bị lây nhiễm, mặt mày không tự chủ thả lỏng xuống. Tiểu tỷ tỷ xếp hàng phía sau đều nhìn đến ngay dại, kích động nắm chặt điện thoại di động. Trời ạ, à, tại sao có thể có nam nhân đẹp mắt như vậy? Hắn vừa rồi hình như là nở nụ cười, tại sao có thể có người cười vừa trêu chọc vừa ngọt ngào. Hả? Người này hình như có chút quen mắt. Cái kia tướng mạo Minh Diễm tiểu tỷ tỷ bất động thanh sắc theo Tống Từ vừa mới nhìn về phương hướng nhìn qua, là cách đó không xa ngồi ở trên ghế một nữ sinh. Vừa rồi ánh mắt thật cưng chiều hẳn là bạn gái đi. Nữ sinh phía sau kia nhìn sườn mặt Tống Từ, quả thực là tiêu chuẩn của công tử ôn nhuận trong truyện tranh linh cảm trong đầu bùng nổ, lại nghĩ tới tấm ảnh bạn bè gửi tới, không nghĩ tới cô thật sự gặp được người thật. Tống Nhược Vân đem điện thoại di động đóng lại dơ lên làm gương soi, sửa sang lại tóc mái nhỏ vùng trên trán mình. Xuyên thấu qua màn hình thấy có một người đàn ông lại nhìn mình, ánh mắt bỗng nhiên đối diện với ánh mắt phản chiếu trong màn hình. Một trận gió nhẹ thổi qua vén tóc trên trán cô lên, gió hơi lạnh xuyên qua áo sơ mi tơ tầm màu trắng của cô, làm cho cô không khỏi lạnh nổi lên một tầng da gà. Quay đầu nhìn sang bên kia, người đàn ông đeo kính xa lạ kia lập tức cúi đầu lướt điện thoại. Tống từ cầm trà sữa đi về phía cô. Ba phần ngọt, nóng. Gió có chút lạnh, Tống Nhược Vân mặc áo khoác vào, lại quay đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh đã không còn bóng dáng người đàn ông kia. Tống từ nhìn theo tầm mắt, dưới tàn cây không có vật gì, người đang nhìn cái gì? Không có gì, vừa rồi nhìn lầm rồi. Hẳn là nàng nhìn lầm, vừa rồi người nọ hẳn không phải đang nhìn nàng. Tống Nhược Vân vứt chuyện này ra sau đầu, nhận lấy trà sữa đã cắm ống hút, cười đùa. Tống Từ Hành, không tệ, thật hiểu chuyện. Nhược Vân, ta là ca ca của ngươi. Thanh niên thở dài. Tống Từ bật cười, bất quá thanh niên cũng không có quá mức để ý, đem vừa mới mua bánh ngọt nhắc tới cho nàng xem. Bánh ngọt có muốn ăn một miếng hay không? Tống Nhật Vân nhìn bánh hoa sen tinh xảo trong hộp, lập tức thèm, hất cầm với anh, anh cho em ăn. Tống từ lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách kia tràn đầy dung túng, khóe môi tươi cười hết sức nhu hòa. Thật không có biện pháp với ngươi. Tống Nhật Vân cầm trà sữa, rõ ràng có thể một tay cầm càng muốn tùy ý tính tình nhỏ nhen của mình, bất quá Tống từ toàn coi cô như trẻ con mà dỗ dành. Tống Nhật Vân trong miệng nhai điểm tâm, nói chuyện hàm hàm hồ, sắc trời không còn sớm chúng ta dẹp đường hồi phủ. Tin nhắn nhắc nhở điện thoại di động của Tống từ bỗng nhiên vang lên, là một tin nhắn đến từ một cận niên. Tống lão sư, ngươi lần sau tới có thể hay không giúp ta mang mấy cái sách giáo khoa sao? Theo trước mắt nắm giữ tin tức biết. Một cận niên là một cái không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày trốn học, hơn nữa chiếm lấy toàn trường đến ngược thứ nhất hai năm lâu kim bài đinh tử hộ. Hiện tại lại chủ động yêu cầu học tập, chứng tỏ hết thảy đang phát triển theo hướng tốt hắn tin tưởng dưới sự dẫn dắt chính xác có thể hắn đi lên chính đồ nghĩ đến đây không khỏi vui mừng miêu tang bỗng nhiên nhảy ra kéo màn này bên trong hư cấu tường vây lộ ra một cái đầu ký chủ đại nhân mèo ta gọi ngươi sao tống từ nhìn thấy màn hình đột nhiên sáng lên cùng với con mèo tám muối kia trên đầu có bọt khí màu hồng phấn đặc hiệu không có mèo mèo ghét bỏ nói không có gọi ngươi, xuất hiện nhanh như vậy, như thế nào là đầu ngứa, bắt đầu mọc đầu óc rồi. Miêu Tang. Bỗng nhiên Miêu Tang bị Quy gọi đến vẻ mặt mơ hồ bị Tống Từ nói một câu làm ổ ở đầu giường tự bế đi. Tống Nhật Vân đi ở phía trước, nhiệt độ buổi tối đột nhiên giảm gió có chút lớn, thổi rất lạnh, kéo áo khoác ngoài, ý đồ ngăn một ít gió, bất quá không có tác dụng nhiều lắm. Nhìn không được chăm chọc. Thời tiết ở thành phố an quái quỷ gì vậy? đầu xuân rồi mà còn lạnh như vậy tống từ nhìn thấy chóp mũi lạnh cống đỏ lên của tống nhược vân trực tiếp cởi áo khoác khoác lên người cô kéo khóa kéo lại cho cô bọc kín người bây giờ còn lạnh không tống nhược vân nghĩ đến vừa rồi tống từ như thế thân mật cử động đầu óc căn bản liền không kịp phản ứng hiện tại nghe được lời của nàng chỉ là hàm hàm hồ hồ ứng một tiếng trái tim bang bang nhảy thật nhanh tống từ thấy cô có chút thất thần tưởng cô còn chưa bình tĩnh lại Sắp đến bãi đổ xe rồi, lát nữa sẽ không lạnh." Tống Nhược Vân oán giận một câu. Sớm biết như vậy đã trực tiếp cho anh lái xe nghe trung tâm thương mại rồi. Tuy rằng bề ngoài vẻ mặt oán khí, nhưng trong lòng đã sớm bị ấm áp đến vui vẻ khó hiểu. Tống Nhược Vân nhìn thấy Tống Từ chỉ mặc một bộ áo lót đơn bạc, muốn quan tâm hắn một chút nhưng lại không muốn rõ ràng như vậy, có vẻ mình sốt ruột cỡ nào. Vì thế bộ Âu phục rất tùy ý nói một câu em có lạnh không tống từ nhìn thấy biểu tình ngạo kiều của nàng hoàn thành con ngươi tựa hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tiểu xảo của nàng tống từ cảm thấy rất thú vị cũng vui vẻ nuông chiều không lạnh lên xe cho dù hình tượng hiện tại quả thật có chút không xong nhưng vẫn không nỡ cởi áo khoác của anh ra trước tiên phía trên còn lưu lại hương hoa độc hữu trên người thanh niên nói không nên lời là hoa gì Mùi vị đã rất nhạt nhưng có thể ngửi thấy mùi thơm ngát như có như không, thanh nhã điềm tĩnh, tự như tống từ, ôn nhu đến tận xương tủy. Hết chương này. Chương 6 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu sáu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Đừng khóc, đừng nháo, đừng quay đầu lại, sáu, buổi trưa ngày hôm sau tống từ đến thăm Mộc Cẩn Niên. Giúp anh mang theo sách giáo khoa mới tin trong ngăn kéo, thuận tiện mang theo một phần cơm trưa. Một cận niên nhìn về phía cái kia ngồi ở bên giường gọt táo thanh niên, trong lúc nhất thời lại không biết nên dùng thân phận gì đi cùng hắn nói chuyện. Sinh viên. Người mắc nợ. Phải, hắn biết rồi. Ngày hôm qua thời điểm hổ ca thủ hạ một cái tiểu đệ tới bệnh viện mua thuốc thời điểm đi qua, thấy được hắn. Lúc ấy người nọ mặc dù vẻ mặt ghét bỏ nhìn mình, bất quá vẫn có vài phần lương tâm nói thật cho hắn biết. Trong đầu lập tức vang lên thanh âm của người đàn ông kia. "Mạng tiểu tử ngươi thật tốt, đúng là có một kẻ coi tiền như rác trả tiền cho ngươi, ta nói cho ngươi biết sau này đừng gây chuyện cho mình, cách xa chúng ta một chút." Ngày hôm qua lúc hắn nghe được những lời này còn một mực suy nghĩ, sẽ là ai đây? Rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không muốn tin tưởng. Hắn vốn không muốn liên lụy đến tình cảm không liên quan, cũng không muốn nợ người khác cái gì, nhất là nhân tình. Người cũng chuyện tốt cũng tốt, nhưng người này sao cứ như vậy không được hắn đồng ý liền thay hắn trả tiền. Tống Từ cười cười với hắn, đưa quả táo đã gọt xong cho hắn. Động tác Mộc Cận Niên có chút cứng ngắc nhận lấy nhìn về phía Tống Từ. Lông mi rậm rạp của Mộc Cận Niên rất dài, chiếu vào đáy mắt có ánh sáng loan lỗ. Tóc hơi dài, che lại lông mày vốn có nhìn qua có vài phần dài ra cùng áp lực không quá đáng mừng, ánh mắt bị che dưới mái tóc dài phá lệ đen kiệt cũng không nói lời cảm ơn, môi miếng chặt. Vẻ mặt Tống Từ có chút nghi hoặc, hỏi. Sao vậy? Là không thích ăn táo sao? Một cận niên tỉnh táo lại, lông mi thật dài như cánh quạ nhẹ nhàng mở ra, dùng con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào hắn. Thích. Thích là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích, lần sau sẽ không mang theo những thứ này. Tống Từ cười rất ôn hòa, con người của nàng chỉ là thoạt nhìn cũng rất ấm áp, giống như là gió xuân tháng ba. Một cận niên có chút chần chờ cắn một miếng, khoảnh khắc nước chua ngọt nổ tung trong miệng, hắn ngửi được mùi thơm như có như không trên người tống từ. Rất dễ ngửi, dễ ngửi đến làm cho người ta nhịn không được tự học lại gần ngửi. Len Ken Hát hóa giá trị, một, trước mắt hát hóa giá trị. Năm tống từ đối với phương thức nhắc nhở miêu tan bất ngờ tùy tiện nổ hoa này, không kiên nhẫn mỉm cười. Chút chuyện nhỏ này không nên tùy tiện nhắc nhở ta, hiểu? Không không một vung trảo. Mèo meo. Tống từ trực tiếp che giấu thanh âm của miêu Tang. Tống từ nhìn một cận niên ngoan ngoãn ăn xong, lấy ra một quyển sách đưa cho hắn. Còn hai tuần nữa là thi tháng, ôn tập cho tốt. Mấy ngày trước cậu nói nền tảng của mình không tốt, tôi mang cho cậu mấy bộ bài thi, hai ngày nay cậu nghiêm túc làm, tôi xem cậu có thể theo kịp tiến độ học kỳ này hay không. Một cận niên có chút cứng ngắc gật đầu, đáy mắt là kinh ngạc cùng tò mò đối với hành vi của thanh niên còn có một tia hứng thú. Thân là lão sư nàng làm được như thế đã rất tận chức tận trách, hắn còn có lý do gì dùng thân phận gì đi làm tiện ý tốt của nàng. Huống hồ hắn cảm thấy mình cũng căn bản không xứng với người khác đối tốt với hắn. Tống từ ngoại trừ thời gian còn lại ở trường hầu như đều đến bệnh viện thăm anh. Ngày một trận xuất viện, Tống Từ thay anh làm xong thủ tục xuất viện. Điện thoại vang lên, một cận niên nghe giọng nữ trong trẻo ngọt ngào trong điện thoại của Tống Từ, trong lời nói tràn đầy oán giận. Mấy ngày nay em xảy ra chuyện gì, gửi uy chát cho em cũng không trả lời, chiều nay vé máy bay của anh, em hiện tại đang ở đâu? Tống Từ nghe xong lời của cô lúc này mới xem tin tức, là vài ngày trước gửi đi, ấy nấy nói cho cô biết địa chỉ bệnh viện của mình. Một cận niên hơi ngẩng đầu, con ngươi bị che lấp bất động thanh sắc đánh giá tống từ thấy hắn buông điện thoại di động xuống quay đầu lại lập tức cúi đầu xuống thành thật sách theo túi sách giáo khoa tư liệu tống Nhật vân đang ở bên ngoài đón xe nghe được địa chỉ này của anh có chút kinh ngạc rất gần liền ở phụ cận không vượt qua 2 km chờ tôi 5 phút nghe thấy anh đang ở bệnh viện những lời khác chưa kịp hỏi đã lo lắng anh xảy ra chuyện gì lúc xuống xe nhìn thấy tống từ đứng ở ven đường tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng mới rơi xuống đất ngươi làm sao vậy tống nhược vân đập ngực tống từ đầy oán giận nói cũng không rõ ràng muốn hù chết tôi tống từ cũng không đánh trả cười cười với cô đưa tay sờ sờ tóc cô không xứng đáng trách anh một cận niên nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ trong đầu bỗng nhiên hiện lên trong khoảng thời gian này thanh niên ở bên cạnh mình cẩn thận dạy hắn giải đề rất nghiêm túc thỉnh thoảng sẽ cười với hắn rất ôn nhu. Hiện tại ôn nhu của hắn lại thuộc về người khác có loại cảm giác rất quái dị, không thể nói rõ, cảm giác thất bại ghen tị khiến hắn không khỏi nhíu mày. Trong lòng trống rỗng, mãi đến khi thanh niên quay đầu nhìn về phía mình mới tiêu tán. Thanh niên đang cười, ngoà tạm rất rõ ràng, dưới ánh mặt trời hắn cổng ánh sáng khí chất lộ ra đặc biệt vô tội, như là mèo con lười biếng. Một cận niên nhéo nhéo ngón tay, mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình đụng phải ngón tay thanh niên, ấm lạnh, ngón tay rất mềm, rất thoải mái. Khóe môi thiếu niên không tự chủ nhếch lên, lại thu liễm xuống, nhìn chầm chầm thanh niên con mắt đen như một đoàn mực nước. Là học sinh của tôi nhập viện, hôm nay tôi giúp cậu ấy làm thủ tục nhập viện. Lúc này Tống Nhược Vân mới ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên bảo trì khoảng cách nhất định với Tống Từ, vóc dáng không cao hơn Tống Từ 1 m tám. Tóc rất dài che mắt, chỉ là môi đặc biệt đỏ ở trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ đột ngột như vậy. Đổi mới thế giới liên quan tin tức. Nữ chủ Tống Nhược Vân, nam chủ Một cận niên cập nhật thế giới tiến độ. Lần thứ nhất gặp gỡ, nhiệm vụ đạt thành độ 20% nữ chính là Tống Nhược Vân. Tống từ ở trong lòng gọi Miêu Tang. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lúc trước anh không nhắc nhở cô ấy là nữ chính? Miêu Tang buông tay. Tiến độ là ngẫu nhiên, chỉ có kích hoạt mới có thể nhắc nhở. Đây là nhất tinh thế giới chỉ có nam nữ chủ gặp nhau mới có thể nhắc nhở, ngẫu nhiên cũng không có biện pháp nha tống từ cười có thể nói là hữu hảo. Cút đi, tiểu trác trưởi. Tống từ nhìn một cẩn niên và tống nhược vân tới gần, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện hào quang tỏa ra ánh sáng màu vàng này. Quả thực muốn chói mù mắt cô. Khóe miệng tống từ giật giật, biết các ngươi là nhân vật chính, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Tống Nhược Vân thoạt nhìn cảm thấy hứng thú với Mộc Cẩn Niên, lại chủ động chào hỏi. Chào tiểu đệ đệ Mộc Cẩn Niên, ta tên là Tống Nhược Vân. Tống Từ nhìn thấy hào quang trên đầu hai người bọn họ càng lúc càng sáng. Tống siêu cấp bóng đèn, từ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dưới đáy lòng yên lặng nói một câu. Các ngươi tăng tiếng tình cảm, ta mượn hào quang của ngươi nghiên cứu. Đưa tay lấy hào quang trôi nổi trên đầu Tống Nhược Vân ra ngồi xuống ghế công cộng nhìn hào quang trong tay nhìn nửa ngày không phát hiện có gì đặc biệt đúng lúc này hào quang bỗng nhiên lại bay trở về rơi vào trên đầu tống nhược vân một cận niên đang nhìn thanh niên kỳ thật ngay từ đầu đã chú ý động tác này của hắn mặc dù có chút động tác không giải thích được cảm thấy không hiểu sao đáng yêu ngay cả chính mình cũng không nhận ra được khóe môi của mình dương lên trên diện rộng liền đứng tại chỗ tống nhược vân hỏi hắn hắn cũng không biết trả lời chỉ cảm thấy nữ nhân này giống như rùi bọ rất ồn ào tống nhược vân cảm thấy đáng giận từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh phủng nguyệt từ nhỏ được cha mẹ còn có anh trai trên danh nghĩa tống từ cưng chiều đến lớn căn bản không ai có thể xem nhẹ nàng như vậy tống nhược vân rõ ràng có thể cảm giác được thiếu niên quái dị này không muốn gặp mình nàng làm sao chịu được ủy khuất như vậy một cận niên làm ơn tôi nói chuyện với anh đây tống nhược vân rất không vui sự tôn trọng tối thiểu của anh đối với người khác đâu. Tống Từ thấy tính tình Tống Nhược Vân lại tái phát, lập tức đi tới, Nhược Vân, bạn học Mộc Cận Niên không giỏi ăn nói, con đừng so đo. Mộc Cận Niên thu lại tầm mắt, một lần nữa đặt lên tài liệu trong túi sách. Dưới sự ra hiệu của Tống Từ, Mộc Cận Niên mở miệng xin lỗi cũng không tình nguyện, liếc mắt nhìn thanh niên, nhèo mắt lại rất nhu thuận xin lỗi. Không xứng đáng. Hết chương này. Chương 7 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu bẫy. Bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 7 Đừng khóc, đừng nháo, đừng quay đầu lại, bẫy, ăn cơm trưa đơn giản xong, vốn Tống Từ chuẩn bị đưa Tống Từ về nhà trước, nhưng thời gian máy bay của Tống Nhật Vân rất gấp, trước hết đưa Tống Nhật Vân ra sân bay. Tống Từ nhớ phải nhớ đến tôi mỗi ngày, Tống Nhật Vân phất phất tay với Tống Từ, dĩ dõm nháy mắt, quay đầu lại liếc một cẩn niên một cái, này bạn nhỏ hy vọng lần sau gặp mặt cậu có thể lễ phép một chút. Nói xong không đợi bọn họ trả lời liền lên máy bay. Một cận niên nhìn bóng lưng nữ nhân, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu liền đối diện với cặp mắt mỉm cười kia của thanh niên. Tống từ nhớ tới bộ dáng câu nệ của thiếu niên trong phòng ăn, sắc mặt cũng rất khó coi, nói. Chúng ta đi ăn cơm đi. Một cận niên có chút kinh ngạc nhìn hắn. Không quen ăn mấy món nước ngoài, bỗng nhiên rất muốn ăn mì rõ ràng là mình không thích ăn những thứ đó, cô cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói. Một cận niên nhìn hắn một cái, trong lòng không biết là cảm giác gì, ngước mắt nhìn Tống Từ, mím đôi môi khô khốc. Tống Từ đi tới bên cạnh hắn rất ôn hòa cười cười. Ta vừa tới An Thị không bao lâu, người có cái gì để cử sao? Một cận niên gật đầu, quán mì lưu tẩu gần trường học. Tống Từ lái xe đưa một cận niên đến gần trường học, bởi vì ngõ nhỏ không dễ chịu liền dừng xe ở gần đó một cẩn niên dẫn tống từ xuyên qua ngõ nhỏ đi tới cửa hàng nhỏ bên đường thanh niên đứng ở đó một bộ quần tay khéo léo áo sơ mi trắng trên khuỷu tay treo áo khoác âu phục màu xám đậm khí chất tao nhã xuất trần thoạt nhìn hoàn toàn không hợp với loại địa phương khói lửa này một con mèo hoa ly không biết từ nơi nào chui ra vòng quanh chân tống từ vương móng vuốt nhỏ đẩy ống quần của hắn nơi giao nhau lúc hoàng hôn ánh sáng và bóng tối gặp nhau cô ngồi xổm xuống vương ngón tay trêu chọc con mèo đang lăn lộn trên mặt đất lộ ra bụng cố gắng khiến cô vui vẻ thanh niên nhếch môi đáy mắt sáng ngời phản chiếu ánh sáng màu cam sợi tóc tựa hồ ôn hòa như vậy giờ khắc này hắn chỉ là đang suy nghĩ vì cái gì trên thế giới này làm sao có thể có thanh niên loại này từ trong xương cốt đều để lộ ra ôn nhu người một cận niên không biết mình nhìn bao lâu có thể một lúc có thể không Thu liễm suy nghĩ, cũng che đi màu mắt, đi lên phía trước kéo ống tay áo của anh một chút. Muốn vào ăn cơm không? Tống từ đứng dậy, khoát tay với con mèo kia, khóe môi hiện lên độ công đặc biệt ôn hòa. Lần sau gặp, một cận niên nhìn thanh niên hành vi chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi cùng nó nói chuyện, nó có thể nghe hiểu sao? Tống từ ngồi ở trước bàn, nghe được lời thiếu niên nói, dương mắt cùng tầm mắt của hắn giả bộ cùng một chỗ, cặp con ngươi màu hổ phách kia hàm chứa ba phần xuân thủy lông mi dài màu mực theo nụ cười khẽ lay động điều này rất quan trọng sao bên trong một bát mì trộn bỏ thêm tương vừng đậu chua thịt băm còn có một chút vừng màu nước sốt quấy ra phối hợp với một chút màu dưa chuột trong sạch thoạt nhìn rất muốn cho người ta thưởng thức cầm đuổi lên nếm thử một miếng quả nhiên giống như mình nghĩ ôn hòa cười với một cận niên cửa hàng cậu chọn mùi vị không tệ đúng rồi có ai từng nói qua tên của ngươi rất dễ nghe hay không? Tống từ từ bên cạnh rút một tờ khăn giấy lau môi dưới, đôi môi giống như cánh hoa kia lập tức trở nên nồng diễm. Hả? Một trận niên lơ đảng đảo mắt qua môi hắn, rất nhạt mở miệng nói. Cũng không có. Một trận năm xưa, phù sinh chưa nghĩ. Rất tốt đẹp. Tống từ nháy mắt với hắn, chống cầm. Nhìn tống từ cười, là một chuyện đặc biệt đẹp thanh niên hình như là thấy được, mảnh hoa dâm bụt nở rộ kia, màu đỏ tươi đẹp nhiệt liệt mà lại trang trọng. Tim mộc cận niên đập thình thịch. Trong đầu tất cả đều là giọng nói ôn nhu cùng khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của thanh niên. Ăn cơm tối xong, Tống Từ đề nghị đi dạo công viên gần đó. Hôm nay có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời dày đặc. Lâu lắm rồi mới thấy nhiều ngôi sao như vậy. Một cận niên nói nhà cách cũng không tính là quá xa có thể tự mình đi trở về, Tống Từ lại cố ý muốn đưa hắn trở về. Hình thức lái xe hơn 40 phút sau, mới nghe được một cận niên nói đến. Tống Từ thật sự rất bất đắc dĩ. Đây chính là người nói không tính là xa. Nếu anh đi một mình thì phải đi một hai tiếng. Một cận niên bỗng nhiên có chút ấy nấy. Thật ngại quá, hôm nay làm phiền thầy Tống quá. Ta cũng chỉ lớn hơn ngươi bảy tám tuổi ngươi xưng hô như vậy làm cho ta cảm thấy cùng các ngươi trong lúc đó có quá nhiều ngăn cách kỳ thật lúc riêng ngươi có thể gọi ta tống ca nếu là ngươi không thích cũng có thể gọi ta tống từ một cận niên nhìn thấy hắn đáy mắt ý cười hô hấp bỗng nhiên một ít hỗn độn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là lập tức cúi đầu thiếu niên vội vàng nói một câu được anh tống về sớm một chút chú ý an toàn Nói xong xoay người đi vào trong hẻm nhỏ chật hẹp tối đen kia. Một trận năm không đi, biết nhìn hắn lái xe rời đi mới yên lặng đi vào con hẻm nhỏ ẩm ướt kia. Dưới ánh đèn đường phản xạ trên bức tường rêu ướt lại dính dính màu xanh lá cây, ánh sáng bị hấp thu, có thể nhìn thấy từng nụ hoa rủ xuống trên từng cành cây tinh tế trong suốt màu xanh lá cây. Đi lên cái cầu thang đơn giản được sơn màu đỏ kia, đi vào tòa nhà nhỏ có chút niên đại tựa hồ bị năm tháng vứt bỏ kia. Da tường loan lỗ giống như là bức tranh bị mưa gió khắc sâu. Từ trong túi quần móc ra cái chìa khóa kia, cắm vào trong móc khóa, xèo xèo một tiếng có thể đánh thức giấc mộng yên lặng mấy ngày nay. Trên bàn, trên mặt đất đổ tất cả đều là chai bia, mùi rượu đầy phòng, lên men vài ngày, kín không kẽ hở, gò má thôi đắc nhân đỏ bừng. Trộn lẫn mùi mốc ẩm ướt còn có mùi hôi thối của thức ăn hư thối, làm cho người ta buồn nôn. Ngón tay mộc cận niên run lên một cái sau đó giống như không có cảm giác, máy móc lại cứng nhắc đi thu dọn đồ đạc. Bên tai tựa hồ lại nghe được chói tai tiếng chửi rủa, một câu so với một câu kịch liệt, thẳng đến thanh âm kia bình rượu lại đập trên đầu vỡ vụn thanh âm mới làm cho hắn mãnh liệt quay đầu theo thói quen cùng mình ở cái góc kia. Ánh mắt bị sợi tóc che khuất có khoảng trống trong chốc lát, thoáng nhìn sofa không một bóng người, con ngươi chuyển động, ánh mắt đảo qua từng góc phòng, cuối cùng xác định sự thật người nọ không còn ở đây nữa chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt dừng lại ở bài tập kia. Đáy mắt là đè nén cảm xúc gì đó, trên khuôn mặt trắng bệch môi đỏ mộng đặc biệt tươi đẹp tự hồ nhếch lên một chút, ở trên khuôn mặt nửa che nửa đầy tự hồ có chút quỷ dị. Một cận niên thở ra một hơi, tim đập cũng có xu hướng bằng phẳng. Cuối người xuống vẫn tiếp tục thu dọn theo công việc ban đầu, chẳng qua so với động tác vừa rồi hiện tại của hắn tự hồ có vẻ đặc biệt nhanh chóng, tự hồ muốn trốn tránh thứ gì đó. Hết chương này. Chương 8 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu 8. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Đừng khóc, đừng nháo, đừng quay đầu lại. 8. Một cận niên đi tới cổng trường, ngẩng đầu nhìn mấy chữ trường trung học số 1 thành phố An khắc trên đó có chút hoảng hốt. Nghĩ đến 3 năm trước mình còn lấy thành tích hạng nhất đứng ở trên đài chủ tịch diễn thuyết, hiện tại hắn là cướp chuột của trường học không khỏi cười nhạo một tiếng kéo kéo bờ môi đáy mắt sương đen càng ngày càng đậm thẳng đến biến mất trên mặt không làm bất kỳ biểu hiện gì mái tóc dài che mắt phượng hẹp dài cất bước đi vào trên sân thể dục đang cùng đồng đội đá bóng tân vọng nghe được có người gọi tên của hắn nhoáng lên thần đá lệch bắt được người kia tiến lên cười mắng một câu tiểu tử ngươi là ăn cướp thối như vậy không có việc gì gọi ta làm gì người nọ bị tân vọng giống như gà con kẹp ở dưới nách rút ra một bàn tay cùng hắn duỗi ra nắm đấm đối một cái. Vọng ca, ngươi phía trước cái kia không phải một cận niên sao. Tân vọng sinh cao lớn, làn da bị mặt trời phơi nắng thành màu đồng cổ có một phong cách riêng, ở trong đám người cực kỳ nổi bật, phần lưng dày rộng cơ bắp phát triển tràn ra cảm giác lực lượng, bộc phát ra hóc mon thanh xuân bạnh bái, làm cho những nam hài tử kia phá lệ hâm mộ. Đám nhóc con này đều biết tân vọng không thích một cận niên, Lúc này hắn dĩ nhiên trước mặt bọn họ đi qua sân thể dục, chào hỏi cũng không lên tiếng, không chỉ định muốn bị khi dễ sao. Tân vọng cặp mắt đen nhánh kia sắc bén như báo săn trên thảo nguyên giống nhau gắt gao khóa chặt thiếu niên kia, mang theo cười nhạo một câu. Ờ, đây là kẹp đuôi đến trường học. Nói xong quả cầu dưới chân giống như sao băng bay ra ngoài, phản phất mang theo ngàn quân nặng ngay cả tiếng gió phá lệ chói tai. Một cận niên bị bóng đập vào sau lưng, lão đảo vài bước, từ xương sườn ngực truyền đến đau đớn, làm cho hắn cắn chặt răng, gân xanh thái dương run rẩy trên biên độ nhỏ, đau kêu trên một tiếng. Đám người kia lập tức vây quanh, ồn ào. Này, cứt chuột lấy bóng về cho chúng ta. Long mi mộc cận niên run nhẹ nhẹ, chủ động cúi người cầm bóng cho bọn họ. Tân vọng nhìn một cận niên mất mặt liền xông lên, đi lên túng lấy cổ áo hắn như một con gà con. Ngươi không biết nói chuyện sao, đạp ngựa kéo khuôn mặt cho ai xem một cận niên còn không có một mét tám cùng tân vọng cái này một mét chín thân nhẹ thể tráng nam cơ bắp căn bản không có cách nào so sánh chỉ là khí thế liền thua đến thương tích đầy mình bất quá một cận niên như là hoàn toàn không thèm để ý đầu cúi xuống rất thấp giọng nói cũng bất mãn bóng trả lại cho các cậu tớ phải trở về lớp bên cạnh có cái nam sinh nhặt lên vừa rồi từ trong tay hắn rơi xuống bóng cười đáng giận liền ngươi còn đi học kim bài học cặn bã liền chúng ta đều mặc cảm ngươi có thể học được sao một cận niên trước tiên đã cảm nhận được ác ý mãnh liệt bên cạnh mỉm môi không trả lời bóng lại bị người ta đập lên người trên đồng phục học sinh trắng bệch in lên một dấu màu xám nhạt bả vai run rẩy trên biên độ nhỏ tân vọng nhìn dáng vẻ nhu nhược của hắn túm lấy hắn liền cảm giác tay mình bẩn đưa tay vung lên ngươi đạp ngựa là đàn bà sao tân vọng mạnh hất tay ra hỏi ngươi không biết trả lời cậu còn là đàn ông không tân vọng nhíu mày nhìn bộ dạng này liền ghê tởm tân vọng nói xong xoay người đi ra sân thể dục tiểu đệ kia quay đầu nhìn một cẩn niên còn đứng tại chỗ vọng ca ngươi cứ như vậy buông tha hắn tân vọng vô cùng ghét bỏ một cước đá bóng vào cầu môn sắp ăn cơm trưa rồi nhìn cậu ta chán ngán bên cạnh vài phần tiểu đệ kinh hô lại gần vỗ mông ngựa tân vọng đậu má vọng ca ngươi quá lợi hại quốc túc có ngươi khẳng định thắng chắc a à. tân vọng vỗ vai sợ hắn cười mắng con mẹ nó mày biết đánh rắm không đá nữa đi ăn cơm trước tiểu đề phía sau quay đầu lại nhìn lão đại hắn còn đứng đó kìa tân vọng nhắc tới hắn liền khó hiểu tức giận để lại tóc dài con gái chiếc chiếc, vẻ mặt bi thương quả thực làm mất mặt nam nhân quản hắn làm gì hắn thích đứng thì để cho hắn đứng xen vào việc của người khác một cận niên nhìn thấy bọn họ đi rồi mới chậm rãi di chuyển bước chân đi về phía thanh xuân lâu. Vừa đi tới lớp đã nghe tiếng chuông tan học vui vẻ vang lên. Học sinh trong lớp chen chút mà ra, lúc nhìn thấy hắn lại giống như là hết sức ăn ý đàn cá toàn bộ vòng qua hắn. Mỗi ngày giờ tự học buổi tối đều là giờ trống, chủ nhiệm lớp đều tiến hành xem lớp ở giờ tự học buổi tối. Hôm nay giáo viên ngữ văn xin nghỉ tống từ tạm thời tới xem lớp nhìn thấy một cận niên đứng ở cửa lớp, cũng không kinh ngạc, cũng không buồn bực chỉ trích hắn vì sao tới trễ như vậy. Bạn học một cận niên, trước mắt chỗ ngồi của cậu ở đó. Tống từ giúp cậu đặt sách xuống hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ. Em xin lỗi, các bạn khác đã chọn xong chỗ rồi. Một cận niên tự hồ có chút không hiểu vì sao hắn phải xin lỗi mình, hắn từ khai giảng cũng không có chỗ ngồi đây không phải là nên sao. Nhưng hắn không nói nên lời, cũng không cự tuyệt được sự quan tâm của Tống từ đối với mình. Đứng ở đó có chút dại ra. Thân thể tự như linh kiện cũ kỹ, trong lòng ngực mang theo âm thanh rỉ sét loan lỗ, rất trúc trắc không hiểu buông lỏng một chút. Ngày mai thi tháng, sau khi thi xong sẽ xếp lại vị trí. Tống từ thản nhiên cười. Không cần khẩn trương, ta tin tưởng ngươi. Tôi tin anh. Bốn chữ này quanh quẩn trong đầu một cận niên, đập vào mắt là nụ cười ấm áp. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa sổ chiếu xuống, kèm theo hương hoa độc đáo của gió mùa xuân, có người còn dịu dàng hơn cả xuân. Sẽ có. Một cận niên hiếm thấy nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười không rõ ràng. Tống từ mở miệng. Đi ăn cơm đi. Một cận niên nắm chặt năm đồng còn sót lại trong túi, lắc đầu. Cô Tống, em ăn xong cô tự đi đi. Một cận niên quan sát vẻ mặt thanh niên này không xác định hắn có tin hay không. Tống từ nghĩ đến nhà hắn cách trường học xa như vậy, lấy tính cách một cận niên vì tiết kiệm tiền nhất định sẽ đi bộ, đi đường xa như vậy cho dù là ăn xong cũng nên đói bụng. Không sao, em đi với anh. Dưới sự yêu cầu liên tục của Tống từ, một cận niên không tiện từ chối, đi theo cô đến nhà hàng lầu hai căn tin. Một cận niên thành thật ngồi xuống, nhìn thấy Tống tự bưng hai cái bàn ăn lại đây có chút ngượng ngùng trực tiếp đứng lên tiếp lấy. Không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện tới một chút. Tống từ sợ hắn ngượng ngùng, cầm lấy một đôi đũa ăn trước. Một cận niên nhìn thịt tôm, sườn, thịt băm xào rau, cơm rưới một chút canh, phía trên còn đắp mấy tấm thịt bò cuốn. Tống từ quét mắt đang ăn cơm thoáng nhìn món chay trong đĩa của hắn, hắn chỉ là đang nghiêm túc ăn cơm cũng không có nhìn mình. Sao anh ta giỏi thế? trong lòng không khỏi chua xót một chút. Lại giống như là bị lông vũ xẹt qua có chút ngứa. Ngay cả hô hấp cũng cố ý chậm lại, cầm lấy đũa cúi đầu im lặng ăn cơm, để cho mình tận lực không phát ra âm thanh quấy rầy nàng. Thẳng đến hắn ăn xong tống tự mới bất động thanh sắc vui mừng một nụ cười, vốn muốn lấy ra cái kia trương thể ăn đưa cho hắn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì lại yên lặng thu trở về. Đang muốn xuống lầu vừa vặn đụng phải tân vọng, bước chân mộc cận niên dừng lại. Hết chương này. Chương 9 Đừng khóc, đừng làm rộn, đừng quay đầu chính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Đừng khóc, đừng nháo, đừng quay đầu lại, chính, tống từ quay đầu, nghi hoặc hỏi một câu. Sao vậy? Tân vọng vừa vặn đi tới, vừa vặn thấy tống từ quay đầu lại. Tống từ bộ dạng thật sự rất xinh đẹp nhưng tuyệt không âm nhu, tân vọng vốn tưởng rằng loại người đặc biệt thích lực lượng như hắn sẽ chướng mắt tất cả gà luộc sự thật chứng minh hắn là sai còn chưa đi vào đã có thể cảm nhận được khí chất ấm áp trên người hắn giống như câu nói tục tiểu hồi lâu trước người khác dùng ôn nhu để hình dung anh em dùng anh để hình dung ôn nhu hình như anh ta để ý đến mình nhìn thấy thanh niên cười với mình đôi môi đẹp cong cong ánh mắt rất sáng ngoà tạm đặc biệt rõ ràng loại cảm giác dịu dàng này mang theo chút đáng yêu rất giống. Mèo nhà hắn nuôi Mặc một bộ áo bảo vệ cao bồi màu xanh nhạt, quần màu trắng gạo, vóc dáng rất cao gầy cả người sạch sẽ kỳ cục. Chào bạn Tân Vọng Hầu kết Tân Vọng giật giật, tự động xem nhẹ việc cô vì sao lại biết tên mình. Xin chào Ngón tay mọc cận niên giật giật, kéo vạt áo tống từ, nhỏ giọng nói một câu. Sắp đi học rồi. Tống từ kịp phản ứng, tiếp tục nói. Chúng ta cùng đi thôi. Tân vọng nhìn một cận niên một cái nhìn hắn chỉ là nhát gan lôi kéo góc áo tống từ, giống như một hài tử cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, đấy lòng phiền não lại không có được sinh ra, thật hận không thể xách hắn lên cho hắn một quyền. Người như hắn làm sao có thể có bằng hữu như vậy, bọn họ rất rõ ràng bất đồng, hoàn toàn không giống người cùng đường. Tân vọng ngay từ đầu đã không nhận ra thân phận của tống từ hắn tháng trước đá bóng bị đối phương đánh lén té chân, tuy rằng không nghiêm trọng mẹ nó sợ để lại di chứng cho hắn xin nghỉ một tháng. Tống từ tới tuần trước, theo lý thuyết hôm nay đi học hắn nên nhìn thấy, nhưng cách một tháng trở lại trường học, Tân Vọng lập tức cùng bạn chơi bóng đá đi. Đi đến cửa lớp 12 Tân Vọng mới kịp phản ứng, đáy mắt có chút kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hắn cũng là học sinh lớp 12. Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng của người này, chẳng lẽ là học sinh mới chuyển tới một tháng hắn rời đi. Tân vọng thấy hắn đi vào nhưng không trở lại chỗ ngồi, xoay người muốn đi ra ngoài. Tân vọng ở cửa gọi cô một cái. Này, em đi đâu? Tống từ có chút kinh ngạc nhìn nam sinh chặn trước mặt mình. Xin hỏi là có chuyện gì sao? Đấy mắt nghi hoặc, trong suốt lại sáng ngời. Tân vọng dừng một tiếng. Còn không biết cậu tên gì? Tống từ hiểu rõ cười cậu là bạn học tháng trước xin nghỉ đi, xin chào, tôi tên là Tống Từ. Tống Từ. Cái tên đó nghe có vẻ thơ mộng. Tuần trước tới đón chủ nhiệm lớp 12, phòng làm việc của em ở ngay phía trước, có gì cần đều có thể tới tìm em. Thì ra là tuần trước vừa tới. Chủ nhiệm lớp. Tân Vọng nhìn theo hướng Tống Từ chỉ, sau khi biết mới phản ứng lại, nghĩ đến mình còn có ý định kết giao bằng hữu với hắn, trong nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ lập tức nhường vị trí cho tống từ đi qua tống từ nhìn cậu hơi nghiêng đầu tóc trên trán khẽ lay động bạn học tân vọng cậu còn có vấn đề gì không không có thầy tống gặp lại tân vọng nói xong liền lập tức trở về ca tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống bên cạnh chính là một cận niên hắn nghiêng đầu này vẫn duy trì động tác nhìn ra ngoài cửa sổ tân vọng nhìn về phía tầm mắt của hắn vị trí này có thể nhìn rõ nơi hắn vừa ở chuyện xấu hổ cứ như vậy bị một người mình chướng mắt nhất nhìn thấy toàn bộ quá trình. Tân vọng mảnh nhíu mày, cánh tay khoác lên vai hắn, nhỏ giọng uy hiếp. Ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Một cận niên bị kinh hãi lập tức thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thì thầm. Bướm, bướm màu lam. Vậy phía trên có hoa văn rất rõ ràng, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng màu lam bạc, rất lấp lánh, sóng gợn. Tân vọng nghe hắn nói xong sửng sốt, Quan sát cẩn thận như vậy. Hắn có thể tỉ mỉ nói ra như vậy, làm sao có thể lại đi chú ý những chuyện khác. Chuyện này coi như đã qua. Ngày mai phải thi, hôm nay giáo viên cũng không giảng bài, thời gian lên lớp toàn bộ dùng để làm bài thi. Bọn họ ngồi cùng bàn, Tân Vọng có thể rất dễ dàng nhìn thấy đề thi Mộc Cận Niên viết, xoay bút nước làm bộ lơ đáng nhìn vài lần liền điền vào đề thi của mình. Tân Vọng thấy đề này tuy rằng hắn không biết nhưng là chính là cảm giác không thích hợp đối với đề thi của mình gõ gõ đẩy tới trước mặt hắn này cậu viết không đúng phải không đối với một cận niên vạn niên lão mạc này tân vọng vẫn tin tưởng vững chắc mình có chút thực lực hết chương này chương mười đừng khóc đừng làm rộn đừng quay đầu một không bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương mười đừng khóc đừng nháo đừng quay đầu lại mười Mộc cận niên nhìn đề hắn chỉ, cúi đầu tính toán lại một lần, vẫn có kết quả giống nhau, chọn dê, đúng. Làm sao có thể, ta cảm thấy C mới là đúng. Tân vọng không tin, kéo tờ giấy nháp của cậu qua, nhanh chóng nhìn vài lần, dựa theo kết quả tính toán của cậu đúng là dê. Trên bục giảng đang viết bài thi, giáo viên toán nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu, chính xác nhìn chầm chầm bọn tân vọng và mộc cận niên. Đi tới gõ bàn tân vọng còn đắm chìm trong tranh luận công thức cố gắng chứng minh bản thân bị thanh âm bất thình lình làm cho hoảng sợ hai người các ngươi làm gì chíp chíp méo mó trong lúc thi không được châu đầu ghé tai mộc cận niên cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai tân vọng thì vẻ mặt khinh thường vùi đầu tiếp tục tính toán trình tự mình chưa tính xong thầy giáo nhìn lướt qua bài thi mộc cận niên còn có đầy giấy nháp vẻ mặt huyền huyễn trở về bục giảng Sinh viên thể dục đi học ngủ say không chú ý nghe giảng này lại phá lệ học tập, hơn nữa ở tuổi này, cũng bắt đầu viết bài thi. Nâng kính lên lau chùi. Nhất định là buổi trưa hôm nay hắn không tỉnh ngủ. Tân vọng nhìn một cận niên mỗi lần đều nhanh hơn mình viết, bị con quỷ đáng ghét bạch trảm kê này đuổi kịp, thật sự làm cho hắn rất phiền, sức lực không chịu thua trong xương cốt bỗng nhiên bộc phát ra, mỗi đạo đề đều bắt đầu tính toán mặc dù hắn đi học ngủ nhưng là mấu chốt bộ phận vẫn là nghe, dù sao so với cái này ngay cả khóa cũng không đến lên cặn bã mạnh hơn. Tân vọng trong lòng cảm thấy mình tuyệt đối mạnh hơn một cận niên. Gặp phải không biết liền trực tiếp nhảy, bất quá liên tiếp mấy đề cũng không biết, nếu như trước đây tân vọng tính tình này đã sớm xé nát bài thi. Nhưng nhìn một cận niên, người hắn chướng mắt nhất này đều đang trừ đề, phá lệ bắt đầu suy nghĩ. Lúc thu bài thi thầy giáo toán đặc biệt cuối cùng mới thu bài thi của hai người bọn họ, nhìn tuy rằng không tính là tràn đầy, ít nhất viết hơn phân nửa bài thi, trong lòng một trận cảm khái muôn vàng. Không phải là vấn đề trí tuệ, nhưng viết hay không viết là vấn đề thái độ. Tuy rằng nhìn thấy thời gian hai người bọn họ đều lật sách tìm công thức, trước đừng quản viết đúng hay không tốt xấu gì cũng viết, thái độ này đáng khen thưởng thi xong tiết tự học cuối cùng mộc cận vừa tan học liền lấy ra một quyển sách giáo khoa toán học bắt buộc đến xem tân vọng thấy cậu nghiêm túc như vậy tuy rằng chán ghét cậu cũng không tiện đi đảo người ta nhỏ giọng chăm chọc một câu sách toán có gì hay đâu lông mi mộc cận niên khẽ rung động như là hoàn toàn không nghe thấy tân vọng đang nói chuyện lấy bút máy từ trong cặp sách ra đặt ở bên cạnh vị trí đó mình lúc nào cũng có thể nhìn thấy này bút máy kia sao anh không dùng tân vọng nhìn hắn cảm thấy kỳ quái cầm bút máy không cần hết lần này tới lần khác muốn dùng bút nước kém chất lượng mà vỏ của mình cũng mài thành màu trắng khi bi nằm đắm chìm trong những ngày trước tống từ cầm bút máy dạy anh hết lần này đến lần khác trên giấy nháp lúc ấy đã cảm thấy lúc cô viết chữ rất đẹp nhưng hình như cô hiểu lầm hỏi anh một câu anh thích không tặng cho anh tân vọng đưa tay muốn lấy lại để tôi xem tuy rằng cậu không hiểu bút máy gì, nhưng cậu có một người chú thích sưu tầm bút máy, ít nhiều cũng hiểu một chút. Bách Lạc Cơ tầm 734, muốn một hai ngàn đi, nhìn không ra cậu còn rất bỏ được. Một cận niên phục hồi tinh thần lại bút máy đã bị tân vọng cầm trong tay. Trong lòng ngực khó hiểu phiền não, cái loại cảm giác này thật giống như độc thuộc về mình muốn ăn đồ vật bỗng nhiên bị rùi bò chích đồng dạng, để trong lòng hắn không hiểu buồn nôn. Một cận niên nói rất cứng rắn đưa cho tôi trực tiếp đưa tay muốn lấy lại tân vọng bị sự tàn nhẫn bất thình lình vừa rồi của một cận niên làm cho kinh ngạc một chút kịp phản ứng cầm bút máy bỏ vào trong túi của mình tân vọng cười rộ lên tôi còn không cho cậu có thể làm gì tân vọng tính tình không tính là tốt vừa rồi một cận niên cái dạng kia làm cho hắn quả thật có muốn giáo huấn hắn xúc động bất quá hắn càng cảm thấy hứng thú chính là người này lại dám phản kháng Mộc trận niên nói vừa lạnh vừa cứng. Trả lại cho tôi. Tân vọng vốn không quen nhìn người như một trận niên, trong mắt hắn hắn cũng nhiều lắm là kiên cường trong chốc lát. Bộ dạng mẹ nó, tóc có thể che nửa khuôn mặt, nhìn liền phiền. Tân vọng phiền nói cũng khó nghe. Làm sao vậy, lúc này không giả bộ làm con nữa. Cười nhạo tiếp tục. Sao lại gấp gáp như vậy, đây là ngươi trộm từ đâu tới, như thế nào? một cận niên một quyền đánh vào trên mặt của hắn, lời nói tự hồ từ trong lòng ngực từng cái từng cái nhảy ra dường như, buồn bực làm cho người ta hoảng hốt. Ngươi, lại, nói, một, lần. Tân vọng căn bản không nghĩ tới một cận thường niên ra tay hoàn toàn không có phòng bị bị hắn đánh trúng. Đau đớn trên mặt, lập tức tăng thêm hỏa khí của hắn, trực tiếp đánh nhau. Đem mấy bạn học bên cạnh vốn còn đang xem náo nhiệt dọa không nhẹ, lập tức chạy tới khuyên can tân vọng chiếm ưu thế về chiều cao và thể trạng, một quyền nện hắn lên tường phía sau, một cước đá ngã bàn học bên cạnh. Động tĩnh làm quá lớn, ngay cả học sinh chăm chú soát đề ở hàng đầu, nhau nhau dừng bút quay đầu nhìn về phía sau. Lớp trưởng tìm người giữ chặt bọn họ, lập tức đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp. Một cận niên ông ngực đau đến tê dại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng rách da chảy máu cũng không kịp lau. Đem đồ vật trả lại cho ta tân vọng đồng dạng cũng không dễ chịu, hắn không nghĩ tới thiếu niên gầy yếu đến thoạt nhìn gió thổi một cái là có thể bẻ gãy này, có thể có sức bật lớn như vậy. Cảm giác đau đớn cây xè trên má, ngón tay dùng sức đuổi đi huyết châu ướt ác phía trên. Tân vọng cười lạnh một tiếng, đưa tay đem bút máy trong túi ném cho hắn. Cái đồ chơi rách nát này, ngươi cho rằng ta hiếm lạ. Một cận niên rất bảo bối, sợ ngã, gắt gao đặt nó vào trong ngực. Tống từ vội vã và đi vào liền thấy một mạng trước mắt này, không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, kém không nhiều lắm còn có chừng 10 phút tan học. Mọi người đi ăn cơm trước, hôm nay tan học sớm. Một cận niên nghe được thanh âm của tống từ, yên lặng cúi đầu càng thấp, yểu siêu tựa vào tường, không có động tác gì khác. Tân vọng khinh thường nhìn hắn một cái. Nhìn thấy người trong lớp đều đi hết, vốn muốn cho người vào trong phòng làm việc nói, suy nghĩ một chút, vẫn là ở chỗ này nói càng thuận tiện hai người các ngươi chuyện gì xảy ra hết chương này